Kính thưa quý vị và các bạn, công tác chuẩn bị cho giải đấu của câu lạc bộ doanh nghiệp Đêm Huy mở rộng tranh cúp công ty tư vấn thiết kế xây dựng Smart Home gần như đã hoàn thành. Mời các bạn chuẩn bị đón xem các trận thư hùng vào sáng ngày mai từ lúc 7:30 cho đến tầm 14 giờ chiều nha các bạn, tại sân tennis Nguyệt Quế, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, số 99 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha. Hôm nay team chuẩn bị cũng như là dọn dẹp sân cỏ để cho nó đẹp và để cho các bạn cũng không có đủ thừa là vướng bóng hay bị che khuất tầm nhìn, đúng không? Các bạn nhớ, vận động viên là nhớ giữ gìn sức khỏe để ngày mai chiến đấu cho thật tốt nha. Các bạn cổ động viên cũng như là các bạn đam mê bóng nỉ thì có thể xem trực tiếp tại sân hoặc là xem trên các kênh truyền thông của công ty nhé. Đấy. Được sự tài trợ chính thức của công ty Smart Home. Chuyên thiết kế kiến trúc, thiết kế cảnh quan, thiết kế đô thị, thiết kế điện nước, thi công căn hộ, nhà phố, biệt thự, khu đô thị và các công trình khác. Sửa nhà, sửa điện, sửa nước, điện lạnh, internet, tư vấn pháp lý và tài chính, tư vấn giảm sát giảm, vân vân. Dịch vụ sửa chữa 246, dịch vụ sửa chữa nhà nha các bạn. Đây thì đồng tài trợ có công ty cổ phần địa ốc 8, CMB, Vincopter, Khang Minh Long, viên nén năng lượng, nhà hàng Hạnh Phát, Cua Cà Mau, Game Nông Teo, Game Nông Neo Sư Phạm, sorry, công ty Decoration and Construction, DNC, DC Concept, Thạch Anh Minh, thực phẩm nhập khẩu, Vita Food. Các bạn cũng sẽ được xem livestream và được bình luận viên chuyên nghiệp của công ty Đêm Huy Sport. Các bạn nghe cái giọng bình luận viên là các bạn sẽ thích thôi nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một buổi chiều sẽ video và vui vẻ. Xin chào.